Chào mừng các bạn đến với laptop shutterstock.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop shutterstock và ngày hôm nay một chiếc laptop đến từ Dell Inspiron rất ấn tượng được cho ra mắt trong năm nay với tên gọi là Dell Inspiron 147415. Đây là một trong những mẫu laptop rất đáng được quan tâm do chiếc laptop này mang phong cách rất trẻ trung, một sự kết hợp của dòng Inspiron cảm ứng lật xoay. Những bạn trẻ, đặc biệt là giới sinh viên rất thích và rất cần những chiếc laptop này vì dễ dàng tương tác cũng như là đạt được cái tốc độ hiệu quả rất là lớn. Chúng ta đều biết rằng Dell Inspiron là một trong những dòng máy rất chuẩn về. Chúng ta đều biết rằng Dell Inspiron và Retro là hai phiên bản rất được nhiều người doanh nghiệp cũng như là giới sinh viên yêu thích chọn lựa do máy bền và phải nói rằng dễ sử dụng. Trước mặt chúng ta dòng này là một phiên bản được kết hợp cả hai yếu tố, vừa là văn phòng, vừa kết hợp giải trí và đạt được hiệu quả rất là lớn về CPU. Do máy đang sử dụng loại chip Ryzen 5 rất được chuộng trong năm nay tại Mỹ. Trong tầm giá tầm 18 đến 22, 23 triệu chúng ta có thể chọn lựa một cái form máy như thế này cho những công việc mà chúng ta cần thiết đạt được cái hiệu quả về tốc độ CPU. Trước mặt chúng ta thấy rằng một màn hình 14 inch nhưng máy có cảm giác rất là gọn nhỏ do máy đưa ra tràn viền với một cái nền đen viền khung và máy tạo cảm giác rất là vững chắc. Khi cái bố cục là bản lề đẩy, chúng ta mở cái màn hình lên thì chúng ta thấy rằng cái bản lề nó sẽ đẩy phần cabo A nằm dưới cabo B. Một cấu trúc bàn phím rất là sát và cái nút rất là to hơn ngày trước. Máy đã nâng cấp cái bàn phím này hơn tí xíu để nó phù hợp với yêu cầu của ngày nay, thì nhiều bạn gõ MacBook nó quen thì và chúng ta thấy rằng độ phẳng của cái bàn phím nó cũng nhiều hơn. Trackpad rất rộng đẹp nơi để tay chuột cũng vừa phải sang. Và đặc biệt thì chiếc laptop có thêm một cái bảo mật trực tiếp là bảo mật vân tay tại nút power này luôn, rất là hay. Inspiron thì chính yếu phục vụ cho các nhóm công sở nên tính bảo mật là một trong những cái yêu cầu rất quan trọng. Ở đây chúng ta thấy có hai lớp bảo mật vân tay, bắt quật số và thêm một cái bảo nút gạt cho cái camera. Khi chúng ta gạt qua chúng ta thấy nó khóa camera luôn. Điều này giúp ích nhiều cho việc sợ những cái hacker nó hack vào trực tiếp camera của chúng ta. Điều này rất là nguy hiểm. Thì hãng cũng đã hiểu rõ những cái quan điểm trên và set up luôn cho chúng ta trên chiếc laptop này. Tôi nghĩ đó là một trong những cái điều rất là tốt. Chúng ta sẽ xem thêm về các cái mới trên chiếc laptop này. Từ mặt ngang, chúng ta thấy rằng chiếc laptop nó dài hơn trước đây rất là nhiều do máy có thiết kế theo cái trục dài hình chữ nhật. Từ bên tay phải chúng ta sẽ thấy rằng máy có khá nhiều cổng phù hợp cho giới văn phòng. Đầu tiên là một cái cổng HDMI, một cổng USB và một cổng Thunderbolt, vừa là sạc trực tiếp cho cái laptop luôn, vừa là có thể là xuất ra ở bên ngoài vẫn được nhé. Đây là tín hiệu sạc pin. Mặt trước thì là một mặt cắt không có gì hết, rất là mỏng. Bên tay phải chúng ta thấy là một micro SD, thêm một cổng USB nữa. Và ở đây là một có micro kết hợp với headphone ở góc. Ở đây khi nhìn nghiêng chúng ta thấy rằng mặt A sẽ đẩy mặt B lên trên, nó tạo ra một khoảng hở giúp cho lưu thoáng hơn rất là nhiều. Chiếc laptop nó cần độ thoáng, nó mát hơn thì nó sẽ hoạt động tốt hơn. Và cơ sở này nó sẽ rất là hiệu quả và trong nó cũng bố cục đẹp hơn. Ở đây chúng ta sẽ ngửa nó luôn được nhé. 2:1 là sẽ là phẳng 180 độ. Hoặc chúng ta lật làm 2. Chúng ta cầm trên tay một chiếc laptop, một máy tính bảng hoàn toàn. Và khi chúng ta lật đứng thì máy sẽ theo chiều đứng, chúng ta lật ngang thì máy sẽ sổ dọc chiều ngang. Và chúng ta đặc biệt rằng là khi chúng ta gặp lầm lại thì bàn phím sẽ tự tắt, nó sẽ chuyển thẳng vào một bộ cấu trúc bàn phím ảo như thế này, rất là hay. Rồi,
chúng ta sẽ ghim thêm một ít pin nhé. Chúng ta sẽ nói thêm về cấu hình. Trước mặt chúng ta là chiếc laptop 7415 2-in-1 với CPU là AMD Ryzen 5 5500U. Năm nay là một năm rất thành công của dòng chip Ryzen, bao gồm Ryzen 3, Ryzen 5 là phổ biến nhất. Ryzen 7 thì dành cho những cái giới cao hơn nữa và giá thành cũng hơi cao. Thì ở phân khúc dành cho văn phòng, học hành, viết code, web thì đây là một cái CPU rất rất mạnh, có thể nói rằng gần sắp xỉ tương đồng với lại Core i7 rồi. Đặc biệt là đây là CPU của năm nay, nó tạo ra cho một cái phân khúc mới kết hợp với lại AMD cạc đồ họa thêm, nó hỗ trợ một phần nữa nhằm tạo sức mạnh thêm cho chiếc laptop để khi mà vẽ những cái AutoCAD Photoshop rất rất là đã luôn, rất là mạnh mẽ. Ở đây chúng ta thấy rằng CPU này 5500 là 12 CPU, nghĩa là 6 core 12 luồng. Và khi mà turbo lên đến máy có thể đạt hiệu quả lên đến 4GB. Trong máy đang sử dụng là RAM là DDR4 3200 8GB. Chúng ta có thể nâng lên đến 16GB nếu như ta muốn nhé. Với ổ cứng của dòng máy này là SSD PCL M2 256GB. Ở đây chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về cạc màn hình. Cạc màn hình đây là AMD Radeon Graphics. Có thể nói rằng không phải là quá cao, nhưng đây là một cạc màn hình chuyên dụng dành cho giới đồ họa, thì chắc hẳn rằng khi chúng ta vẽ đồ họa, chắc chắn chiếc laptop này sẽ phát huy rất là lớn. Còn khi chúng ta không xài thì nó vẫn sẽ không hoạt động thôi. Nó rất là ok, rất là mát. Điểm mà gây ấn tượng thứ nhất là năm nay ở các thị trường lớn Mỹ và châu Âu thì họ xài cái dòng máy AMD Ryzen rất là nhiều, do mát hơn, mạnh hơn và lại rẻ hơn so với Intel. Thì còn nếu chúng ta cảm thấy là chưa quen, chúng ta cảm thấy ôi, do những cái tin đồn người quen từng chê bai cái dòng AMD, thì điều đó là một cái chuyện đã quá khứ, nó đã có từng gần 15 năm, 20 năm trước. Còn ngày nay thì đây là một trong những hãng rất rất là ấn tượng mà các thị trường lớn đều đang sử dụng, do nó rất là hiệu quả. Nếu như có điều kiện chúng ta cứ thử dùng một lần, chúng ta mới biết được giá trị nó rất lớn như thế nào. Tại vì ngày nay nó thẳng ra thì chúng ta luôn luôn quan trọng trong việc vẽ hay là học vẽ. Các bạn trẻ phải cần thêm những cái kỹ năng mới trong việc thiết kế 2D, 3D, dựng phim, phim hoạt hình hay là vẽ poster, kỹ xảo điện ảnh. Tất cả đều liên quan đến cạc màn hình cả. Thì chiếc laptop này nó hội tụ được cả hai, nó vừa đẹp, sang, vừa cảm ứng, vừa mạnh về độ họa. Trong phân khúc giá rất là rẻ, từ 20-22 là chúng ta đã có một chiếc laptop như thế này rồi. Tôi nghĩ đây là một phân khúc mà phải nói gọn, nó sẽ chiếm lĩnh thị trường rất là lớn, do nó quá mạnh mẽ và một thương hiệu Dell nữa, thì nó sẽ tạo cho rất là nhiều bạn ấn tượng. Hãy xem đoạn video để coi hình ảnh như thế nào nhé. Trước mặt chúng ta là màn hình 14 inch Full HD 1920x1080 với công nghệ True Life IPS, cho phép chúng ta nhìn từ 45 độ hay là trên xuống, nhìn nghiêng đều thấy được đầy đủ các góc nhìn rất là tốt. 45% NTSC và độ sáng là 250 nits. Màn hình cảm ứng này là một cảm ứng đa điểm, cho phép chúng ta dễ dàng và rất là mềm mại để chúng ta có thể lướt thoải mái. Với thời lượng pin là 4 cell 54W, cho phép chúng ta cầm hoạt động làm việc cho đến từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ thoải mái. Trọng lượng chính xác của chiếc laptop này khoảng 1,5 kg thôi, nên nó rất là nhẹ để chúng ta mang đi mang lại thoải mái. Trên chiếc laptop này có thêm một ứng dụng rất là hay, có nghĩa là một ứng dụng của hãng Dell setup thẳng cho máy để chia sẻ từ điện thoại chúng ta sang cái máy tính từ video hay là hình ảnh. Chỉ cần chúng ta cài cái phần mềm Dell vào bên trong máy thì máy cho phép chúng ta giống như là đưa sang dữ liệu giữa hai cái điện thoại chúng ta vậy đó. Thì ngày nay các cái hãng luôn luôn tạo ra một cái phần mềm này rất là hay.
Chiếc laptop các bạn đang xem là được nhập khẩu từ Mỹ về. Chúng tôi mong muốn đưa đến cho cái người dùng những gì tốt nhất của nước Mỹ. Những giá trị bên trong chiếc laptop này rất lớn, nó sẽ khác hẳn với những gì mà chúng ta biết. Thông thường thì chúng ta đều biết là hàng thị trường thì có khá nhiều loại, cũng có thể tương đồng. Tuy nhiên thì khi các cái dòng sản phẩm được đưa vào Mỹ luôn luôn phải đạt được cái hiệu quả cao hơn. Từ pin, màn hình, RAM, ổ cứng, CPU nó phải chuẩn hơn rất là nhiều. Vì vậy thì chúng tôi đánh giá rằng là các cái chất lượng khi mà xài, khi chạy được các ứng dụng, chúng ta sẽ thấy nó ổn hơn rất là nhiều. Và nói chung là nâng cấp nó cũng dễ dàng hơn. Tại đây chúng tôi có một bộ phận chuyên môn để sàng lọc và chọn lựa những cái tiêu chuẩn thông số nó phù hợp và nó phải cao hơn những tiêu chuẩn mà chúng ta mong muốn để cho người dùng xài được những cái thứ mà tốt nhất trên thế giới. Rất là nhiều khách hàng chúng tôi yêu thích cái sản phẩm đến từ Mỹ như thế này. Và chiếc laptop này là một trong những chiếc laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Tôi nghĩ rằng trong năm sau thì chiếc laptop này vẫn có thể sẽ là một trong những mẫu rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Nếu có điều kiện thì chúng ta nên đến showroom của chúng tôi tại 3 tháng 2 để có thêm nhiều cái góc nhìn hơn với sự tư vấn của chuyên môn của chúng tôi. Lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các cái khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 0903344188 hoặc là 0908115124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.